Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc thứ hai ở tuần 30. Trước khi đến với bài đọc đó thì chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động chúng ta sẽ chơi một trò chơi đó là thử tài thông thái. Chúng mình sẽ có những câu hỏi đằng sau những hộp quà này. Chúng ta có thể chọn một hộp quà và thầy sẽ chọn giúp chúng ta hộp quà đầu tiên. Nội dung câu hỏi trong hộp quà đầu tiên này: hãy đọc đoạn 1 bài Nhà Rông và trả lời câu hỏi. Đặc điểm nổi bật về hình dạng của Nhà Rông ở Tây Nguyên là gì? Câu văn nào trong bài giúp em nhận ra điều đó? À, vậy thì bây giờ chúng mình cùng đọc lại đoạn 1 trong bài Nhà Rông và trả lời câu hỏi. Đặc điểm nổi bật về hình dạng của Nhà Rông ở Tây Nguyên đó là gì? Và câu văn nào trong bài giúp em nhận ra điều đó? À, vậy thì sau khi chúng ta đọc xong, chúng mình sẽ có câu trả lời như thế nào? À đúng rồi, chúng ta thấy đặc điểm nổi bật về hình dạng của Nhà Rông ở Tây Nguyên là mái nhà dựng đứng vươn cao lên trời như một lưỡi rìu lật ngược, đúng không? Câu văn cho biết điều đó chính là: đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào, mái Nhà Rông như một lưỡi rìu gì? À, lật lật ngược, đúng không? Như vậy chúng ta hoàn toàn trả lời câu hỏi thứ nhất. Và như vậy chúng mình sẽ có một phần quà như sau, đó là một chiếc đèn lồng. Câu hỏi số 2. Vậy thì để trả lời được câu hỏi số 2, để xem món quà đằng sau hộp quà này là gì. Câu hỏi số 2 sẽ là: đọc đoạn 2 bài Nhà Rông và nêu nội dung của bài. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại đoạn 2 và cho thầy biết nội dung trong bài Nhà Rông đó là gì. À đúng rồi, nội dung của bài Nhà Rông đó là nói về vẻ đẹp độc đáo của Nhà Rông ở Tây Nguyên, hiểu biết về tình cảm của người dân Tây Nguyên với mái Nhà Rông thân thân thương, đúng không? Vậy là chúng mình đã hoàn toàn trả lời đúng câu hỏi số 2. Hộp quà trong câu hỏi số 2 này chính là một chiếc đèn ông sao. Và liên quan đến bài đọc ở tuần 30, chúng ta sẽ đến bài đọc đó là bài đọc Sử tích ông Đùng bà Đùng. Đầu tiên thì thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe. Sau đó thì chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại nhé. Khi học xong được bài này, thầy cũng hy vọng chúng mình sẽ đọc đúng từ ngữ, câu đoạn và toàn bộ câu chuyện Sử tích ông Đùng bà Đùng. Nhận biết được những việc ông Đùng bà Đùng đã làm giúp dân, hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản giải thích tại sao dòng sông Đà ngoằn ngoèo và có nhiều gành thác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát ở trong sách giáo khoa cũng như là quan sát lên màn hình, thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe. Sử tích ông Đùng bà Đùng. Ngày xưa ở xứ Mường Bi xuất hiện một đôi vợ chồng cao lớn khác thường. Họ đứng cao hơn 5 lần đỉnh núi cao nhất. Người Mường hay gọi họ là ông Đùng bà Đùng, nghĩa là ông bà khổng lồ. Hồi ấy đất thì cao thấp lồi lõm, cây cối hoang dại mọc chằng chịt, nước thì chảy từ lòng đất ngập lênh láng khắp nơi. Thấy vậy, ông Đùng bà Đùng liền ra tay. Chỉ một ngày, ông bà đã nhổ cây, san đất, làm thành cánh đồng bằng phẳng, rộng rãi, lấy chỗ cho dân ở và cày cấy. Ông Đùng bàn với vợ làm một con đường dẫn nước đi, tránh để nước tràn lênh láng. Ông Đùng lom khom dùng tay bới đất đằng trước, bà Đùng thì hụi vét đất đằng sau. Họ làm việc suốt ngày đêm, cũng trò chuyện vui vẻ. Thế rồi, theo con đường ông bà Đùng đào bới, nước đã chảy thành dòng, vượt qua đồi núi đổ về xuôi. Đó chính là sông Đà ngày nay.
Xong mọi việc, ông bà đùng ngẩng đầu nhìn lại mới biết, do vết đất ban đêm không nhìn rõ, dòng sông đã không thẳng, nơi chưa được vét, đất đá cản trở dòng chảy và tạo thành thác gành. Vì thế, sông Đà mới ngoằn ngoèo, có tới hàng trăm bảy, nơi thác 130 gành như bây giờ. Theo truyền cổ tích dân tộc Mường. Như vậy thì thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc, đó là sự tích ông Đùng bà Đùng. Bây giờ chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc này nhé. Bây giờ trong bài sẽ có một số từ khó, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta, ví dụ như là sửa, sửa, sửa. Và từ tiếp theo đó là lọm, lọm. Từ tiếp theo nữa đó là chằng chịt, chằng chịt. Ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo. Chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại những từ khó này. Và trong bài cũng có một câu văn, thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghỉ câu văn dài này như sau. Chỉ một ngày ông bà đã nhổ cây, san đất, làm thành cánh đồng bằng phẳng, rộng rãi, lấy chỗ cho dân ở và cày cấy. Thầy đọc lại một lần nữa. Chỉ một ngày ông bà đã nhổ cây, san đất, làm thành cánh đồng bằng phẳng, rộng rãi, lấy chỗ cho dân ở và cày cấy. Chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại câu văn dài này. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với phần chia đoạn. Theo các em thì chúng mình thấy trong bài Sử tích ông Đùng bà Đùng được chia làm mấy đoạn? À, ở đây chúng ta có thể thấy trong bài sẽ chia làm 4 đoạn, đúng không? Đoạn 1 sẽ là từ ngày sửa ngày xưa, ở xứ Mường Bi xuất hiện một đôi vợ chồng cao lớn khác thường. Họ đứng cao hơn 5 lần đỉnh núi cao nhất. Người Mường hay gọi họ là ông Đùng bà Đùng, nghĩa là ông bà khổng lồ. Đoạn 2 sẽ là từ hồi ấy đất thì cao thấp, lồi lõm. Cây cối hoang dại mọc chằng chịt, nước thì chảy từ lòng đất ngập lênh láng khắp nơi. Thấy vậy, ông Đùng bà Đùng liền ra tay. Chỉ một ngày, ông bà đã nhổ cây, san đất, làm thành cánh đồng bằng phẳng, rộng rãi, lấy chỗ cho dân ở và cày cấy. Còn đoạn 3 sẽ là từ ông Đùng bàn với vợ là một con đường dẫn nước đi, tránh để nước tràn lênh láng. Ông Đùng lom khom dùng tay bới đất đằng trước, bà Đùng hì hụi vét đất đằng sau. Họ làm việc suốt ngày đêm, cùng trò chuyện vui vẻ. Thế rồi theo con đường ông bà Đùng đào bới, nước đã chảy thành dòng, vượt qua đồi núi đổ về xuôi. Đó chính là sông Đà ngày nay. Đoạn 4 sẽ là từ xong mọi việc, ông bà Đùng ngẩng đầu nhìn lại mới biết, do vét đất ban đêm không nhìn rõ, dòng sông đã không thẳng, nơi chưa được vét, đất đã cản trở dòng chảy và tạo thành thác gành. Vì thế sông Đà mới ngoằn ngoèo, có tới 170 thác, 130 gành như bây giờ. Vậy thì chúng mình thấy sẽ là có 4 đoạn như thầy vừa chia trên màn hình. Bây giờ thì chúng mình cố gắng dừng video và đọc nối tiếp cho thầy 4 đoạn này. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng video và đọc tiếp toàn bài một lần nữa trước khi đến với phần tìm hiểu bài. Và trước khi đến với phần tìm hiểu bài thì thầy sẽ giải nghĩa một số từ cho chúng ta. Ví dụ như là Mường Bi thì ở đây thuộc là địa danh thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
Còn từ tiếp theo đó là từ chằng chịt, tức là cây cối đan vào nhau dày đặc và không theo hàng lối nhất định thì người ta gọi là chằng chịt, ví dụ như ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo đó là ra tay, bắt đầu làm để tỏ rõ khả năng tài trí của mình. Ví dụ như ai đó muốn ra tay làm một việc gì đó đúng không? Hì hụi. Hì hụi ở đây chính là dáng vẻ cặm cụi làm việc gì đó một cách khó nhọc, kiên nhẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ ghênh. Ghênh thì ở đây chính là chỗ lòng sông bị thu hẹp và nông, có đá nằm chắn ngang làm nước dồn lại và chảy xiết thì người ta gọi là ghênh, thác ghênh ấy. Ví dụ như ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu bài. Trong phần tìm hiểu bài chúng mình sẽ thảo luận và trả lời 5 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên như sau. Câu hỏi đầu tiên sẽ là ông Đùng bà Đùng có điểm gì khác thường về ngoại hình? Vậy thì bây giờ chúng mình cùng đọc thầm đoạn 1 nhé. Ở đây tác giả đã viết ông Đùng bà Đùng như thế nào với vẻ bên ngoài khác với người bình thường đó là gì? À đúng rồi, ông Đùng bà Đùng có một điểm khác thường với người bên ngoài bình thường, đó là ông Đùng bà Đùng cao lớn khác thường. Họ đứng cao hơn 5 lần đỉnh đỉnh núi cao nhất đúng không? Tức là rất là cao. Và câu 2, kể lại những việc ông bà Đồng đã làm khi chứng kiến cảnh đất hoang nước ngập. Vậy thì sau khi ông bà thấy cảnh gì? À, đất thì khô cằn đúng không? Và nước thì ngập. Vậy ông bà đã ra tay làm việc gì? À đúng rồi, ông bà đã nhổ cây sang đất. Tiếp đó ông Đùng lom khom dùng tay bới đất bằng đằng trước, bà Đùng thì hì hục vết đằng sau và làm một con đường dẫn nước đúng không? Đó là những việc mà ông bà Đùng đã làm khi chứng kiến cảnh đất hoang và nước ngập. Câu hỏi số 3, việc làm của ông bà Đùng đã đem lại kết quả như thế nào? Vậy thì chúng ta có thể đọc đoạn 3 và đoạn 4. Và sau khi đọc thầm xong thì chúng mình thấy là việc làm của ông bà Đùng để đã đem lại kết quả như thế nào? Cánh đồng thì bằng phẳng không các em? Con đường ông bà đào bới thì nước chảy như thế nào? À đúng rồi. Vậy thì việc làm của ông bà Đùng để đã đem lại kết quả đó là à, cánh đồng bằng phẳng và rộng rãi, lấy chỗ cho dân ở và cày cấy. Còn con đường ông bà đào bới thì nước chảy thành dòng, vượt qua đồi núi để về xuôi tạo thành con sông Đà, đúng không? Một cái dòng sông rất là lớn, nổi tiếng. Như vậy, việc của ông bà Đùng đã đem lại rất là nhiều lợi ích cho nhân dân, đúng không? Có cánh đồng bằng phẳng rộng rãi để làm cho dân ở và cày cấy. Ngoài ra, đã có một con sông để chảy về, lấy nước chảy về về xuôi đúng không, tạo thành sông Đà. Bây giờ chúng mình cùng thảo luận và trả lời câu hỏi tiếp theo nhé. Theo em, ông Đùng bà Đùng có những phẩm chất tốt đẹp nào? Vậy thì chúng mình thấy ông Đùng bà Đùng có chăm chỉ, chịu khó, thông minh không các em? À đúng rồi, như vậy theo chúng ta thì chúng mình thấy là ông Đùng bà Đùng có những phẩm chất tốt đẹp ở đây đó là gì? Chăm chỉ, chịu khó, thông minh, không ngại khó khăn, vất vả, xả thân vì cộng đồng, đúng không? Bây giờ chúng mình cùng đến câu hỏi số 5. Câu chuyện đã giải thích điều gì về con sông Đà ngày nay? Vậy thì chúng mình cũng thấy ở nước ta có một dòng sông rất là lớn, cũng có một nhà máy thủy điện rất là lớn nằm trên sông Đà. Vậy câu chuyện đã giải thích về đặc điểm ngoằn ngoèo như thế nào? À đúng rồi, câu chuyện đã giải thích về đặc điểm ngoằn ngoèo có nhiều thác gành, 710 thác, 310 gành của con sông Đà ngày nay, đúng không? Vậy thì qua phần tìm hiểu câu hỏi trong bài, chúng mình có thể rút ra nội dung chính của bài đọc này nào? Bài đọc ở đây nói về ông Đùng bà Đùng đã làm việc gì?
và giải thích cho chúng ta biết được vì dòng sông nào. À đúng rồi, như vậy thì qua bài đọc kể về những việc ông Đùng bà Đùng đã làm giúp dân, từ đó thể hiện suy nghĩ tình cảm của tác giả đối với ông Đùng bà Đùng, những người có công lao lớn đối với đất nước trong việc chinh phục tự nhiên, và giải thích tại sao dòng sông Đà ngoằn ngoèo và có nhiều thác gành. Chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại nội dung một lần nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc lại. Chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài sự tích ông Đùng và Đùng này. Như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài đọc ông Đùng và Đùng. Tiếng Việt lớp 3 tập 2 của sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo với những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.